Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em lại giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi mới đây. Một đồ chơi là khá là hay, chỉ dành cho những anh em nào đi làm sự kiện, làm các cái đám cưới, đám hỏi thôi, đám cưới thôi. Thì đây là một đồ chơi nó rất là hay. Đó là cái gì? Đó là máy tạo bong bóng, máy thổi bong bóng xà phòng cho tất cả anh em. Cái máy này ấy, thì dành cho các bác làm show, sự kiện, đám cưới thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Còn anh em dùng gia đình thì anh em ít dùng lắm. Còn anh em làm dùng đám cưới thì nên sắm thêm một cái dòng này nhá. Đây là một cái dòng máy thổi bong bóng. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái lượng bong bóng khi chúng ta chơi ở những lúc trao dâu, rau rẻ rồi đủ các thứ đấy. Nó cực kỳ là huyền ảo. Đây này, em bật lên cho các bác nhé. Con này có cả khiển luôn nhé. Đang ở chế độ bật này. Chế độ 1 này. Còn ấn xuống dưới này là nó sẽ tự động luôn, nó chạy luôn. Còn bật lên trên này thì là chúng ta dùng khiển. À, các bạn nhìn xem nó hoạt động như nào nhé. Đây, dùng khiển nhé. Nó tạo ra một lượng bong bóng cực kỳ là lớn cho các bác này. Đó, anh em nhìn nhá. Đây là chỉ dành cho những lúc nào mà nó gọi là trao dâu cho rẻ rồi ấy thôi. Nó bơm ra rất nhiều bong bóng luôn. Đấy chưa? Toàn bộ đây là bong bóng xà phòng hết. Và nó sẽ tan đi rất nhanh. Khi anh em để càng lâu thì lượng bong bóng này càng nhiều. Và khi thêm kết hợp với cả ánh sáng và nữa, nó sẽ cái bong bóng ấy nó sẽ khúc xạ sang thành 7-8 màu ấy, trông tuyệt vời không? Rất đẹp luôn nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Quá là nhiều luôn. Tuyệt vời luôn, hàng quá tuyệt vời. Rồi, tạo ra bong bóng luôn. Rồi anh em. Đấy, đây là bong bóng xà phòng nhá. Bơm rất nhiều. Rất nhiều bong bóng luôn cho anh em. Nhá. Và anh em có thể điều khiển tắt được. Đấy, nó bơi quá lung linh huyền ảo luôn. Và sờ đây này, nó tan luôn này. Đó, đấy, thấy chưa, tan luôn. Quá to, tuyệt vời, đẹp quá, đẹp luôn cho anh em, và tồn tại rất lâu nhá. Trừ giả nó chạm vào đâu thì nó sẽ bị ấy thôi, chứ còn nó tồn tại rất lâu. Nếu một cái máy này thì em đang chào bán cho anh em với mức giá là 2.300.000 một bộ nhá, một máy 2.300.000 máy. Cái thùng nó to kìa. Đấy, thùng nó rất to luôn nhá. 2.300.000 một thùng, một máy tạo bong bóng. Đấy, anh em nào lấy được thì báo em nhé. Chào các bác nhé.